Tiếp theo là nét, tiếp theo là nét viết các chữ khác nhau. Hướng dẫn là bọn xem là cách viết chữ phúc. Chữ phúc là chữ như thế nào? Đây là chữ phúc. Đây là chữ nhẫn. Đây là chữ nhẫn theo phong cách mới. Nếu những chữ như này mà đem ra ngoài xã hội mà bán thì chắc chắn sẽ bán rất chi là nhanh. Đây là chữ tâm. Đây là cái này gọi là vòng tròn của độc ma đấy. Mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ vòng tròn độc ma, cái này của viết thôi chứ không thể gọi là vẽ. Vòng tròn độc ma thì nó có tâm ở đây, đây là tâm của điểm nó. Đừng đừng có viết ngay cái tâm mà tránh xa tâm ra, đặt cự ly khoảng tâm ra hơn pha. Đây ví dụ như cỡ để đây. Đây tâm ở đây, cách xa tâm ra, đó là gọi là vòng tròn. Tại sao có nhiều bạn biết mà không tròn, hoặc là méo, hoặc là xẹp xuống, hoặc là không đủ bút, không đủ mực, hoặc là viết bị tụt võng, đâu cũng do cái bút hả? Đây đó là viết hình tròn. Còn viết dấu chấm tròn thì khó nữa. Dấu chấm tròn thì rất đơn giản, đây là tâm thì viết, đây là tâm thì viết chính xác là cho tâm luôn, chấm tròn là tâm luôn. Đây
Còn nếu muốn viết mà chấm tròn không có nét xước ấy, chẳng nhẹ còi xuống, chẳng nhẹ còn xuống, ít mực sao hạn nhiều mực, nhưng mà nhiều mực thì phải sai đầu cọ thì tròn, ít mực ấy thì không cần sai đầu cọ vì nó cũng tròn. Đây đây là ít mực, đây nó có lỗ hình mặt trăng, đây nó có hình mặt trăng thấy chưa. Đây đây nó có hình mặt trăng, còn viết chữ chữ đà chữ đê đây hướng dẫn luôn. Đây thì nhìn thấy hơi nghĩ bại chút, nó hơi đây là chữ đê. Chữ đất thì thấy mình dấu chéo ô, đây là chữ bà. Đây là chữ Vinh. Để cỏ thiệt mềm, ngâm nước thiệt mềm vô là nó sẽ biết như vậy không? Nếu cầm cọ viết tiếng Anh thì các bạn phải cần rút thiệt cọ thiệt mai. Đây là chỉ những có những kinh nghiệm mà đi làm mới có chứ không phải có kinh nghiệm mình có sẵn học hoặc chỉ được đâu. Đây là chuyến chữ tiếng Anh các bạn viết chữ hôm. Đây không hiểu số phận của chúng ta như thế nào nữa.